Xin chào mọi người, em là Hương. Em và Minh quen nhau khi mới bước vào năm đầu đại học. Anh là một chàng trai tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Tụi em học chung lớp, cùng nhau tham gia nhiều hoạt động và từ đó dần dần nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ phát triển rất tự nhiên và sau khoảng nửa năm tụi em chính thức hẹn hò. Nhà em có điều kiện khá hơn một chút so với gia đình Minh. Mẹ thương con gái đi học xa nhà nên đã mua cho em một chiếc Vision để tiện cho việc di chuyển hàng ngày. Mình không có xe riêng nên là mỗi lần đi học hay đi chơi anh thường xuyên mượn xe của em. Ban đầu thì em không mấy để ý vì nghĩ rằng việc đó cũng không có gì to tát. Tuy nhiên, theo thời gian, em bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi thấy anh luôn sử dụng xe của mình mà không bao giờ đề cập đến việc muốn tự mua một chiếc xe cho bản thân. Và mọi chi phí như xăng xe, sửa chữa hay bảo dưỡng đều là em bỏ tiền chứ Minh không hề phụ em. Một buổi chiều sau khi tan học, Minh lại mượn xe của em để đi đón bạn. Em đành đi bộ về ký túc xá. Trên đường đi, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lỏi trong đầu em, tự hỏi tại sao Minh không thể tự mua một chiếc xe? Anh ấy không muốn cố gắng vì mình hay chỉ đơn giản là muốn dựa dẫm vào em? Tối hôm đó khi Minh trả lại xe, em có quyết định nói thẳng với anh rằng em không thoải mái khi anh luôn sử dụng xe của em như vậy. Minh nhìn em với vẻ mặt ngạc nhiên và bối rối, nhưng anh cũng có thái độ chân thành xin lỗi và giải thích với em rằng nhưng em biết đấy, gia đình anh không có điều kiện và anh đang tiết kiệm tiền để mua xe. Anh không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Lúc này em cũng tự thấy bản thân có phần hơi ích kỷ, nhưng mà thật sự chi phí dùng cho sinh hoạt của em đã gần như không còn nhiêu nhiều rồi, mà còn phải trả thêm khoản tiền xăng cho anh mỗi lần anh có việc đi đủ nơi như thế. Nên em có đề nghị anh hay là anh mua thêm chiếc xe cũ đi, lỡ mỗi lần em với anh cùng có việc thì cũng có xe riêng mà đi. Anh cũng đồng ý và hứa với em rằng anh sẽ cố gắng tiết kiệm nhanh hơn để mua xe. Anh không muốn em phải lo lắng hay khó chịu vì điều này. Sau cuộc trò chuyện đó, mình thật sự đã thay đổi. Anh bắt đầu làm thêm nhiều hơn và ít mượn xe của em hơn. Mỗi lần đi học hay đi chơi, tụi em thường sử dụng phương tiện công cộng hoặc Minh mượn xe từ bạn bè khác. Thấy vậy em cũng nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, em bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Minh. Anh trở nên lạnh nhạt và ít quan tâm đến em hơn. Những tin nhắn và cuộc gọi của anh cũng dần dần trở nên thưa thớt. Khi hỏi anh về điều đó, Minh luôn tìm cách lảng tránh và bảo rằng anh bận rộn với công việc và học tập và đổ lỗi cho em rằng là do em bắt anh ấy mua xe khác nên phải làm nhiều thêm giờ hơn, giờ lấy đâu ra thời gian dành cho em nữa. Và một buổi tối của khoảng 2 tháng trước, đang chuẩn bị đi ngủ, em nhận được tin nhắn của một người bạn là hình ảnh Minh đang chở cô gái khác trên chiếc xe SH. Em đã nhanh chóng gọi lại hỏi cho rõ ràng, thì nhận được câu trả lời, Minh công khai cô gái đó là bạn gái mới của Minh. Ôi, lúc đó em sốc luôn mọi người, em có gọi cho Minh nhưng lại bị tắt điện thoại liên tục và cuối cùng là sập nguồn luôn. Ngày hôm sau em đi tìm Minh để hỏi ngay, nhưng thay vì nhận được câu xin lỗi hay giải thích thì nhận lại được là thái độ hất mặt vênh hàm cùng với đoạn đối thoại rằng đúng, anh đang quen cô ấy. Cô ấy có điều kiện hơn và có thể cho anh những thứ mà anh cần. Ủa, tôi và anh còn đang quen nhau đấy. Anh cấm sừng tôi mà còn lên mặt với tôi bằng cái thái độ như vậy hả? Anh ta như đọc được suy nghĩ của em mà nói tiếp. Thì sao? Cô tính phốt tôi hay gì? Chắc tôi sợ. Có con Vision ghẻ mà làm như quý báu lắm. Thì giờ tôi chia tay cô được chưa? Tôi cần cuộc sống tốt hơn, nên cô làm ơn tha cho tôi đi. Nghe những lời đó, em thật sự không còn gì để nói. Đến giờ em vẫn không thể tin rằng người mà em đã từng yêu thương lại có thể phản bội và lợi dụng em như vậy. Trước mặt em, hắn luôn tỏ vẻ đạo mạo. Em thất vọng, trên đường về mà khóc như mưa. Cũng không hiểu tại sao, chẳng lẽ vì được đi SH nên hắn sẵn sàng bỏ bạn gái hả mọi người? Sau đó em cũng có stalk để xem thử chuyện tình của anh ta kéo dài được bao lâu. Em biết được cô gái Minh quen tên là Nguyệt. Từ khi quen Nguyệt, Minh được cô ấy chi trả cho mọi chi phí, nên Minh đã không còn đến chỗ làm thêm nữa và bị đuổi. Nhưng cứ tưởng Minh gặp được thiên thần của đời mình, hóa ra Nguyệt đã có người yêu. Mọi chi phí của cô ấy và Minh đều do người yêu của Nguyệt chi trả. Chiếc SH kia cũng là người yêu của Nguyệt mua. Sau khi người yêu Nguyệt biết được chuyện Nguyệt lén lút quen Minh, thì đã tẩn cho Minh một trận và đòi lại toàn bộ tài sản đã cho Nguyệt luôn mà. Giờ Minh đang quay lại tìm em với những dòng tin nhắn là anh xin lỗi. Lúc đó anh giận em mới chọc tức em thôi, chứ anh với cô gái đó không có chuyện gì cả. Ê ơi, chắc nó nghĩ em ngu, không có biết được chuyện của nó. Nhưng mà giờ có cách nào để trả thù nó không mọi người? Vì em vẫn cay cái vụ nó cắm sừng em lắm.
Sau mấy năm cố gắng thì hai vợ chồng tôi cũng có nhà riêng, xe riêng trên thành phố. Vì nhà ở dưới quê thì bố mẹ ở với anh chị dâu và cũng cho anh chị ấy luôn. Nên vợ chồng tôi làm việc trên thành phố, cố gắng để có mái nhà riêng cho mình. Từng ở riêng nên cũng tránh được xung đột mẹ chồng nàng dâu hay bà cô bên chồng như trong truyền thuyết. Nhưng mà không, kiếp nạn của tôi bắt đầu từ khi cô em chồng lên đại học. Hôm đó mẹ chồng gọi điện bảo với tôi rằng cái Lan Anh chính là em chồng tôi lên đại học, bố mẹ chồng không yên tâm để nó một thân một mình ở nơi đất khách quê người, nên là nhờ vả vợ chồng tôi cho em ấy ở chung và chăm sóc cho nó nữa. Thật ra tôi không có thích đâu, nhưng mà mẹ chồng nhờ vả thì tôi cũng không tiện từ chối. Nếu em ấy sống ngoan ngoãn thì tôi sẽ chung sống hòa bình với nó suốt 4 năm đại học. Nhưng không, lúc mới lên được ở mấy hôm thì tôi đã thấy không ưa rồi. Hai vợ chồng thì đi làm tối tăm mặt mũi, con em chồng ở nhà thì không cơm nước cho một tí nào. Mấy hôm sau tôi có nhắc khéo nó ở nhà cắm hộ tôi cái nồi cơm thì nó cắm thật, nhưng tôi về mở ra thì thấy nồi cơm không khác gì cái nồi cháo nhã nhuyết. Tôi phải đổ đi rồi cắm lại. Tôi mới hỏi cô em chồng rằng ở nhà không cắm cơm bao giờ à? Thì nó đáp bố mẹ thương em nên không bắt em phải làm gì hết. Cơm nước nhà cửa cũng có mẹ với chị Linh làm hết rồi. Ai bảo số em sinh ra đã sướng được cơ chứ, cũng không trách được. Nên chị đừng có mong chờ gì vào em. Đúng là con nhà lính, tính nhà quan, muốn ăn mà không muốn làm. Tôi mặc kệ, cứ lôi nó ra dạy cách nấu cơm, cứ nghĩ hôm sau nó sẽ nấu được. Nhưng mấy hôm liền không hôm nào cắm được nồi cơm cho ra hồn, cứ phải đổ đi cắm lại tốn cả gạo. Nên tôi cũng không khiến bà cô bên chồng này nấu giúp cơm nữa. Nếu chỉ có vậy thì tôi cũng không quá ghét. Nhưng mà chuyện chưa dừng lại ở đó. Hôm đi làm về muộn, thấy nhà cửa bừa bộn, rác thì bừa phứa khắp nhà. Hỏi thì cô em chồng bảo bạn bè nó đến chơi, nó không biết ý thì chớ, đến bạn bè của nó cũng như thế à. Mà sao bày bữa nhà người khác xong không biết đường dọn dẹp, kêu nó dọn thì lại dở chứng mệt mỏi với ốm đau rồi đi nằm. Hôm sau nhân lúc nó đi học, tôi xin nghỉ gọi người đến lắp camera, dùng loại nhỏ gọn lắp ở góc nhà. Phen này nó làm cái gì thì tôi sẽ biết hết. Quả nhiên mấy hôm sau cô em chồng quý hóa của tôi lại dẫn đám bạn đến. Chúng nó ăn uống quậy phá tung trời ở nhà hai vợ chồng tôi, ngồi làm mà nhìn qua camera cứ xót hết ruột. Tôi còn nghe thấy nó bảo với bạn bè rằng đây là nhà của nó, cứ thoải mái mà chơi. Về nhà thì tôi cũng nói thẳng với nó luôn, nhà riêng của anh chị em dẫn bạn bè đến thì không nói, đây bạn bè em còn quậy phá đồ đạc mọi thứ, ăn uống cũng không dọn. Chị đi làm về đã mệt, xong còn dọn dẹp cho em với mấy đứa bạn của em hả? Chọn bạn mà chơi, đừng có chơi với mấy cái loại mất dạy như vậy. Thế rồi cô em chồng tôi ra vẻ trịnh thượng, nói với tôi rằng anh trai nó mới là chủ căn nhà, tôi không có quyền hạn gì mà ra lệnh cho nó hết. Xong nó chạy biến về phòng khóa trái cửa lại, để mặc đống bừa bộn ở ngoài cho tôi. Tối đó tôi nói với chồng, thì chồng tôi lại bên em gái chậm chập, bảo rằng đưa bạn bè về chơi một tí thì có sao, chỉ sợ lại không có bạn bè mà chơi thôi. Tôi nói thật, bạn bè kiểu gì cái hỉnh ấy. Chưa hết đâu mọi người, nó còn quá đáng hơn. Hôm tôi check camera thấy được nó đưa đàn ông lạ về nhà. Vì chỉ đặt cam ở trong phòng khách nên tôi không rõ hai đứa nó trong phòng riêng làm cái gì. Nhưng mà trai đơn gái chiếc ở chung một phòng 1-2 tiếng thì còn làm cái gì nữa? Chả lẽ ôm nhau rồi nhắm mắt ngủ hả? Cứ cách mấy hôm nó lại đưa trai về nhà. Lần này tôi không chịu được nữa, gửi video cho chồng để anh ấy xem xét. Thế mà anh ta vẫn bên em gái được. Em đừng có đặt điều cho Lan Anh nữa, anh hỏi em ấy rồi. Nó đưa bạn về rồi học bài cùng nhau thôi. Bạn nam đấy là người học giỏi nhất lớp đấy. Hai đứa kèm cặp nhau trong học tập thì có gì sai đâu. Kèm nhau học mà hôm tôi đi vứt rác, thấy ba con ở trong túi rác. Học đánh vần hả? Tôi nói ra thì lại bảo là tôi đặt điều. Tôi sắp không chịu được nói nữa rồi. Cũng may mẹ chồng gọi điện đến kêu nó về vì đang nghỉ hè. Tưởng đâu nó về thì tôi được yên. Nhưng không, cô em chồng tôi về quê thì nói xấu tôi với bên nhà chồng. Cả họ đều biết đồn rằng tôi trên này hành hạ rồi chửi mắng em chồng thậm tệ. Bố mẹ chồng gọi hẳn tôi và anh chồng về quê rồi trách móc tôi hành hạ cô em chồng, bắt nó nấu cơm, giặt giũ quần áo với dọn dẹp nhà cửa mà không cho nó học. Tôi tức đến muốn bật khóc. Sao lại đổi trắng thay đen đến mức này? Các bà và các bác cũng xúm lại, nói tôi là chị dâu mà không biết ra dáng. Tôi liếc chồng thì anh ấy mới biết ý, giải vây cho tôi, nói là hiểu lầm. Hình như cô em chồng không biết mấy lần tôi trách móc hay mắng chồng, đều là tôi tận mắt nhìn thấy qua camera đã lắp vậy. Thế rồi tôi lôi điện thoại ra, show hết cho mọi người thấy những việc mà em chồng quý hóa của tôi đã làm, kể cả những lời hỗn hào mà nó đã nói với tôi và những hình ảnh của ba con sói tôi canh chụp được ở phòng nó. Cả nhà chồng thấy xong thì sốc. Không nghĩ cô công chúa nhà này có một mặt khác như vậy đúng không? Bố mẹ chồng tôi thì xin lỗi thay nó, nhưng tôi vẫn không chấp nhận. Tôi nói thẳng luôn, vào năm học mới tôi không cho ở nhờ nữa. Lớn rồi, cho ra ngoài mà tự lập. Tôi và chồng cũng sẽ chu cấp cho nó 5 triệu để nó đóng tiền trọ và điện nước. Còn tiền học thì bố mẹ chồng phải tự đóng thôi. Tiền của vợ chồng tôi còn để cho con cái của tôi sau này nữa chứ. Anh qua đón Lan nha. Dạ anh Đạt ơi, em cảm ơn anh nhiều nha. Cả tuần qua anh không ngại rét mưa, mưa gió sáng đưa em đi, chiều đón em về. Em cảm động lắm. Chiều anh đừng đến nha, em với người yêu làm hòa rồi. Chiều người yêu em đến đón em rồi ạ.
Bao giờ chia tay lại gọi anh đến đón nha. À, mà có lần nào Lan chia tay mà không gọi em đâu. Tháng này đếm xương xương cũng 2 lần rồi. Hey, người trân trọng mình á, nhìn không ra. Người không trân trọng mình thì cứ bám riết lấy. Chả biết bao giờ em mới sáng mắt ra vậy hả Lan? Chào mọi người, em tên Đạt. Năm nay 26 tuổi, hành nghề xe ôm ở đất Hà Nội này cũng được hơn 3 năm rồi. Gia đình em ở quê cũng không phải dạng nghèo đói gì. Nhà em tính xương xương có một trang trại bò rộng cả hecta, với vài đồi chè, đồi thả cỏ nuôi gà thôi. Bố mẹ em thì muốn em ở quê kế nghiệp, nhưng em còn trẻ, em chưa muốn quấn quanh cả đời bên mấy con bò vắt sữa, nên quyết định vác quả xe gia truyền của bố lên đây, vừa chạy trót kiếm tiền, vừa kiếm trải nghiệm rồi tiện thể vi vu đây đó, cho đỡ phí hoài tuổi xuân. Đội nắng đội mưa 3 năm, tuy hơi đuối nhưng tổng kết là vui vẻ, tự do, thích đi đâu thì đi, chỉ buồn cái là cô đơn. Ngẫm Lan bà cũng hơn 3 năm, đang tính chạy xe nốt tháng rồi về quê chăn bò, thì kiểu trời thương trời cho ngay quả khách sộp, vừa tới điểm đón đã thấy khách đứng khóc sưng cả mắt, sợ vãi. Nhỡ người qua đường thấy, lại tưởng ông anh xe ôm bái thiến làm gì cô sinh viên, ngây dại thì khổ em. Vội vàng chạy xuống đổ, chạy ráp cả ngày chả được mấy chuyến, giờ lại ngồi đây dỗ khách, đúng là tổ độ mà. May sao khách xinh nên tha thứ, hỏi làm sao mà khóc thì khách sụt sùi. Em chia tay người yêu rồi anh ạ, là em chủ động chia tay trước, em sai rồi phải không? Vị khách dở hơi này không ai khác chính là Lan. Đây là lần đầu chúng em gặp nhau, chả hiểu mô tê gì. Em tỏ vẻ đồng cảm. Thế làm sao mà chia tay? Nói lý do ra đi anh tư vấn cho. Là em yêu người ta quá anh ạ, rồi người ta không trân trọng em. Em thấy người ta lạnh nhạt mà mình con gái cứ theo đuổi người ta mãi, xin bố thí tình cảm thì kỳ lắm. Nên em bảo dừng. Người ta có níu em mà em thấy sao sao anh, quay lại cũng không ổn. Chắc em thôi anh ạ. Trời ơi, lần đầu gặp mà tâm sự như bạn tâm giao vậy đó bà cô. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Thôi chuyến này Lan Đạt cũng xuôi đường về nhà. Nhìn Lan khóc sưng cả mắt thế kia, thôi thì thương tình em chở miễn phí luôn cho vui vẻ. Vừa đi con bé vừa líu lao đủ thứ, nào là gia cảnh rồi học hành, chán chê lại đá sang ông người yêu kia. Hóa ra tình lòng hot foil của khối bảo sao khóc dữ vậy. Đưa Lan về đến cổng tính quay xe đi thì Lan níu lại, dúi vào tay em tờ 500, tiền công cả tuần của anh đấy. Sáng cứ qua chở em đi học, thiếu em đưa thêm. Giờ cô đơn rồi, anh sẽ trở thành tài xế chính của em. Nhìn con bé cũng vui, lại thêm mệnh lệnh từ thần tài, nên nào dám chối. Vậy là sau hôm đó sáng nào em cũng qua sớm đưa con bé đi học, rồi nghe nó ngồi sau ba ba bô bô, tỉ chuyện cũng vui. Tan học lại canh giờ qua trước như mẹ trẻ vậy đó. Bạn Lan nhìn vào còn tưởng chúng em là một đôi cơ. Chiều nào tan học sớm Lan lại mời em đi ăn vặt. Tháng cuối chạy xe mà gặp được khách vui vẻ vậy, đúng là nhớ hoài luôn. Đón đưa đâu đó tầm một tháng. Công việc trước Lan dần trở thành thói quen của em luôn. Sáng này cũng tự động giờ đó dậy qua cổng, Lan ơi đi học. Đón trước quen mặt tại thấy Lan á, trắng trẻo dễ thương. Bố mẹ Lan thấy con gái có tài xế tốt cũng mừng, hay cho em quà lắm. Lan có học thức, gia cảnh ổn, lâu rồi mình cũng không yêu hay là ngỏ lời xem sao. Nghĩ vẩn vơ cũng 3 giờ chiều, 5 giờ Lan tan học rồi. Vội nhắn cho Lan, chiều anh qua đón Lan nha. Lan lập tức phản hồi, dạ anh Đạt ơi, em cảm ơn anh nhiều nha. Cả tuần qua anh không ngại rét mướt mưa gió, sáng đưa em đi chiều đón em về. Em cảm động lắm, chiều anh đừng đến nha. Em với người yêu làm hòa rồi, chiều người yêu em đến đón em rồi. Ôi, ta nói nó buồn, chả biết vì sao buồn. Chạy xe thôi mà, khách có nhu cầu thì gọi, không thì thôi. Thế mà cứ sầu mênh mang, nhưng em vẫn cố đáp lại, bao giờ chia tay lại gọi anh đến đón nha. Mọi người có hiểu cái cảm giác khi ta từ bỏ một thói quen nó trống rỗng như thế nào không? Suốt chiều đó em đón khách mà như mất hồn, vội tạt vào quán cà phê tính ngồi làm cốc nước cho tỉnh táo, thì quán bật nhạc. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi, y như muốn trêu ngươi vậy đó. Ngồi chưa ấm mông đã ức tận họng, lại dậy chạy xe tiếp, giờ chỉ có kiếm tiền mới vơi nỗi sầu thôi. Chạy xe bao nhiêu năm trên này, thân trai một mình chẳng tiêu pha gì mấy, cũng để dành được kha khá tiền sau lấy vợ. Gái phố ta không có duyên thì trâu ta về với bản ta thôi. Thành thị xô bồ quá rồi. Còn 10 ngày nữa là hết tháng, cũng coi như Lan là một kỷ niệm đẹp trong suốt 3 năm chạy xe của em. Mình cứ nghĩ tích cực lên, đời mà sao phải khổ. Đấy là em nói mồm thế thôi chứ em hèn mọi người ạ. Em yêu Lan thật rồi, phải lòng Lan ngay từ lần gặp đầu tiên. Đêm nào cũng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Không đón Lan có nửa tháng mà xúc hẳn 2 kg, trông tệ hại vô cùng. Cỡ Lan nhà mặt phố thì cỡ em cũng phú ông.
Nghĩ sao mà trời không xe duyên lại xe cho cái thằng Long lạc lõng thế trời trời. Em kiên trì lắm mọi người ơi, em đã khổ thì không ai được sướng hết á. Nằm lầm rầm trách trời tròn 10 đêm chắc ông trời phiền quá. Nên đến chiều tối ngày thứ ba 13, mưa tầm tã như cõi lòng em thì biết chị không, Lan gọi. Vừa nhấc máy lên giọng Lan bên kia nức nở. Đạt ơi, tới gấp đi, đón em ở đầu đường láng ha. Tới luôn đứng yên chờ anh, không có đi lung tung đâu đó. Nói xong, không kịp thay quần áo hẳn, em đội mưa phi như bay đến nơi tình yêu vẫy gọi. Tới nơi thấy Lan đang co ro dưới mái hiên, chưa kịp hỏi câu nào, người em thì ướt. Lan lao đến ôm em khóc nức nở, lòng nó cấm sừng em. Em có chứng cứ rành rành tin nhắn chúng nó nói yêu thương nhau, rồi cả ảnh chúng nó khoác vai đi cà phê với nhau mà nó chối. Nó kêu em phiền nên thả em dọc đường này nè, nó vứt em như vứt bọc rác vậy đó. Em cũng là con vàng con bạc của bố mẹ em chứ bộ, khốn nạn thật chứ. Đứng im cho Lan ôm, mặc cho Lan lầm bầm chửi thằng Long. Em lại thấy vui, thấy hạnh phúc thế mới quái gở. Khóc chán chê cô sinh viên năm cuối mạnh miệng. Đi, đi nhậu với em bao. 10 giờ rồi nhậu chi nữa. Đi, anh đưa em đi lượn cho thoáng. Nhưng Lan nhất quyết không, cứ đòi đi nhậu cho bằng được. Mà tử lượn có tốt đâu, mới được có hai lon bia đó nó sẵn rồi. Bình thường chê em đen rồi trẩu, không phải gu này kia. Mà đây say cứ lèo nhèo, anh Đạt là tốt nhất, anh Đạt đẹp trai nhất, anh 10 điểm, thằng đếch có điểm nào luôn. Con gái khi say thường dễ thương vậy hả mọi người. Đang tính quay ra dìu Lan về thì đột ngột, Lan nhào tới thơm vào má em đến chụp một phát. Ôi, người em khi đó cứng đờ luôn, ông nào mà được crush chủ động thơm thì rõ, như bị điện giật thề không nói phép. Sợ Lan say xỉn thế này, về nhà, bố mẹ lo, nên em chở Lan về phòng. Mấy người đừng có mà nghĩ bậy nha, Lan ngủ trên giường, tôi nằm dưới đất, không có đụng chạm gì hết. Sáng ra vừa tỉnh dậy đã thấy có cô tắm đứng bếp thổi cơm nóng hổi, dọn nhà sạch bóng rồi. Lan say nhưng mà đêm qua làm gì em vẫn nhớ. Khi tôi nói đó là nụ hôn đầu của tôi thì Lan sốc lắm, nằng nặc đòi chịu trách nhiệm với tôi. Trời, trap girl hay gì mà qua thất tình nay đã đòi yêu tôi. Bình thường tôi khó tính lắm, gặp mấy người như thế là tôi né ngay. Nhưng mà là Lan thì... thôi tôi ưng nha. Đâu ai nghĩ chạy xe ôm lại có được một cô người yêu xinh xắn ngoan ngoãn học thức gia cảnh. Đồ ổn vậy đâu. Cảm ơn ông Long Tráp Bôi nha, giờ ông sống lông bông lăng nhăng tệ bạc nên đá quý mới về tay tôi, hứa sẽ trân trọng đến hết đời. Sắp tới tôi dắt em về quê ra mắt bố mẹ rồi, quyết tâm đặt KPI đầu năm 2025 có được vợ hiền. Các ông các bà chúc phúc cho chúng tôi ha.